Thưa quý vị và các bạn, công đầu cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thuộc về lực lượng y tế, đó là khẳng định của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, và để có được công lao đó, đã có những nỗ lực vượt qua khó khăn, nguy hiểm và sự hy sinh lớn lao của đội ngũ cán bộ y tế. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 tại Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên, nơi đang điều trị cho hàng trăm bệnh nhân COVID-19. Và những câu chuyện chúng tôi kể dưới đây mới chỉ phản ánh được một phần rất nhỏ đối vất vả sự hy sinh của những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch. Hàng ngày thì buổi sáng là chúng tôi sẽ sang bên này để chăm sóc bệnh nhân. Tất cả các bệnh nhân nặng thì gần như là chúng tôi đã phải theo dõi từ A đến Z luôn. Đặc biệt là như cụ đây thì cụ không có người nhà đến chăm. Thì chúng tôi cũng phải chăm sóc cho cụ từ bữa ăn cho đến giấc ngủ, từ tắm giặt. Có nghĩa là gần gọi như là chăm sóc toàn diện ấy ạ. Thực sự là rất là thương cụ, bởi vì là cụ có tuổi rồi nhưng mà người nhà thì liên hệ không ai đến cả. Đi phát thuốc hàng ngày này. Chăm sóc xong này thì chúng tôi còn phải về để làm hành chính nữa. Hàng ngày thì đưa đón khoảng 3-40 bệnh nhân trung bình như thế. Cứ ra vào thì chúng tôi làm gần như trung bình là cứ phải đến 11-12 giờ đêm. Có những hôm mà chúng tôi đã phải đến tận 1 giờ đêm mới được ăn cơm. Quá trình làm việc thì cũng chẳng may bản thân tôi cũng có nhiễm COVID. Hiện tại thì tôi đã khỏi và vẫn tiếp tục tham gia vào công tác chăm sóc điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID tiếp. Trong quá trình điều trị thì đã có 26 cán bộ y tế là bị nhiễm COVID-19. Nói về gia đình thì đây là một cái vấn đề mà gần như tất cả mọi người đều rất là buồn. Buồn lắm ấy. Chúng tôi đến đây thì xa chồng xa con. Chồng tôi thì cũng đi làm xa, hai con ở nhà. Bây giờ học online thì đều tự bảo nhau. Nói chung là nói đến gia đình chẳng biết nói gì nữa đâu ạ. Vì nhiệm vụ của các cháu đi khó khăn, cho nên là tôi ra đây trông cháu, giúp các cháu học hành, giúp vợ chồng các cháu đi làm được hoàn thành nhiệm vụ. Để mà chăm lo cho gia đình và bảo là gọi là đảm việc nhà, đảm việc nước đấy ạ, thì quả thật là không thể song song được. Vì đã dành hết thời gian cũng như là công sức để phục vụ cho bệnh nhân COVID rồi, thì con cái gia đình thì phải chăm sự là nhờ đến ông bà giúp đỡ. Và bản thân chồng em là một chiến sĩ công an, hiện cũng đang bị nhiễm COVID ạ. Chính em là người đang chăm sóc các bệnh nhân F0, nhưng không thể nào mà tự mình chăm sóc chồng mình được. Anh uống thuốc chưa? Uống rồi. Nhớ cố gắng uống thuốc nhé. Ừ. Có triệu chứng gì thì bảo em nhé. Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi thì chúng tôi tập trung cao độ để phục vụ, đảm bảo cho điều trị cho bệnh nhân tốt nhất. Và chúng tôi thấy rằng chúng tôi đã trọn vẹn đối với bệnh nhân trong những ngày Tết. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng chưa trọn vẹn đối với gia đình. Bây giờ trong cái công cuộc chống dịch thì chắc là rất nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là muốn bỏ việc. Nhưng thực tâm tất cả nhân viên của chúng tôi ở đây đều rất cố gắng làm sao mà mình hoàn thành hết trách nhiệm của mình. Vì mình đã lựa chọn con đường của mình rồi. Bọn em đã chọn theo nghề rồi ạ, thì bọn em cũng yêu nghề thôi. Những cái thiệt thòi đấy thì nó cũng không có gì. Nếu mà chúng tôi thực sự mà sợ hoặc lo nghĩ thì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc và không có ai để thay thế chúng tôi làm việc để chăm sóc được bệnh nhân. Cả gia đình tôi ba người đều bị, hai vợ chồng và đứa con này, tôi cũng được sang đây. Bác sĩ ở đây là rất chú đáo và nhiệt tình. Chúng tôi cảm ơn các bác sĩ đã quan tâm và chăm sóc được bệnh nhân chúng tôi là chú đáo. Vượt qua được cái đại dịch này, em rất chân thành cảm ơn các bác sĩ và những cô y tá ở đây rất là nhiệt tình với cả mẹ con em.